Mình không quan tâm các bạn là F0 hay là F69, nhưng mà video này có khả năng sẽ thay đổi cái phong cách đầu tư của bạn mãi mãi. Nó nổi tiếng và có ảnh hưởng đến mức cái quỹ đầu tư đầu tiên của Vanguard Fund, công ty quản lý quỹ quản lý hơn 8.000 đô la. Và thậm chí cuốn sách nổi tiếng Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall được bán hơn 1,5 triệu bản trên toàn thế giới được ra đời dựa trên lý thuyết này. Video ngày hôm nay có khả năng sẽ là một trong những video chán nhất trên kênh của mình, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để mà khiến cho nội dung video đỡ buồn ngủ và hữu ích nhất có thể. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiếm tiền trong thị trường chứng khoán thì đây có lẽ sẽ là một cái lý thuyết quan trọng nhất mà bạn cần phải biết. Và sau video ngày hôm nay, các bạn sẽ biết được lý thuyết này là gì, tại sao nó lại quan trọng, và các bạn dưới cương vị là nhà đầu tư cần hành động như thế nào với những thông tin này. Vậy thì tại sao bạn không dành ra một giây để nhấn nút like của video này cho thuật toán YouTube giúp lan tỏa video đến nhiều F0 hơn? Chú ý, video này có phần quay lên tới 2 triệu. Bắt đầu video nào. Thuyết thị trường hiệu quả trong tiếng Anh là Efficient Market Hypothesis được ra đời vào năm 1969 bởi ông Eugene Farmer. Học thuyết này cho rằng giá của cổ phiếu đã phản ánh tất cả các thông tin được công khai trên thị trường đến với các nhà đầu tư. Hiểu một cách đơn giản hơn, đó chính là cái giá cổ phiếu mà bạn thấy trên ngoài thị trường ngoài kia đó, trên các bảng niêm yết đó, nó đã được định giá một cách chính xác 100%, và không cần biết là các bạn tìm hiểu thông tin kiểu gì, các bạn cũng không thể nào mà kiếm được lợi nhuận trên thị trường này. Và giá của cổ phiếu sẽ ở mãi mức định giá đó và không thay đổi cho đến khi một cái thông tin mới liên quan đến công ty được công bố. Và về mặt lý thuyết, thông tin được công khai một cách ngẫu nhiên, các bạn sẽ không biết được là ngày mai HBG hay là FPT hay là FLC sẽ ra tin tức, và các bạn cũng không biết được là tin đó sẽ xấu hay là tin đó là tin tốt. Và nếu mà tin tức nó ngẫu nhiên thì rõ ràng là giá cổ phiếu tăng hay giảm cũng sẽ là ngẫu nhiên. Và dựa theo lý thuyết này, phân tích cơ bản coi như là vít, bởi vì các bạn phân tích giá cổ phiếu công ty chi, các bạn phân tích kiểu gì thì giá cổ phiếu nó cũng đã được định giá một cách chính xác rồi. Bây giờ các bạn có định giá FPT 90.000 thì FPT cũng đang 90.000 rồi, các bạn không thể nào mà có thể mua giá rẻ hơn được. Phân tích kỹ thuật cũng vít, bởi vì việc giá tăng hay giảm hoàn toàn ngẫu nhiên, các bạn dựa theo giá quá khứ nó cũng đâu có giải quyết vấn đề gì đâu. Mua đại một mã cổ phiếu nào đó rồi đặt stop loss là nhanh nhất. Trong nghiên cứu này, ông Eugene Farmer không chỉ dừng lại việc nói là thị trường có hiệu quả hay không, mà ông còn phân loại thị trường thành 3 biến thể như sau: kém hiệu quả vừa và siêu hiệu quả. Ở biến thể kém hiệu quả, giá cổ phiếu phản ánh rất ít những tin tức có trên thị trường. Trong cái môi trường này thì phân tích kỹ thuật coi như là vứt, bởi vì phân tích kỹ thuật quan niệm rằng là lịch sử sẽ lặp lại, nhưng mà lịch sử nó không có đúng thì làm sao mà chúng ta có thể dự đoán được tương lai chính xác, đúng không nào? Tuy nhiên, trong cái môi trường này thì phân tích cơ bản có thể sẽ sử dụng được, bởi vì trong lúc này chúng ta sẽ tìm kiếm ngoài kia là cái tin tức nào là chưa phản ánh giá của thị trường, và chúng ta sẽ mua những cái giá rẻ hơn để mà có thể ăn chênh lệch khi mà giá nó tăng. Ở biến thể thứ hai, thị trường khá hiệu quả, thì ở trong cái môi trường này, giá của cổ phiếu sẽ phản ánh nhanh những cái tin tức mà được công khai trên thị trường. Những cái tin tức này có thể ví dụ như là báo cáo tài chính kết quả công ty nè, tin tức của công ty nè, báo cáo phân tích của các phân tích viên ngoài kia nè. Nói chung là tất cả các thông tin mà các bạn có thể nghĩ đến liên quan đến cái công ty đó. Trong cái biến thể thứ hai này thì phân tích cơ bản coi như là vô dụng, bởi vì việc các bạn có phân tích kiểu gì thì giá nó cũng đã phản ánh tất cả thông tin ngoài kia rồi, các bạn sẽ không có thể nào mà mua với giá thấp hơn được. Ở biến thể cuối cùng, thị trường siêu hiệu quả, giá của cổ phiếu sẽ phản ánh tất cả các thông tin liên quan đến công ty đó, không cần biết là công khai hay là nội bộ, tất cả đều để được phản ánh lên cái giá của công ty. Và nói đến đây thì các bạn cũng biết được rằng là cái biến thể siêu hiệu quả này là coi như là không có thể nào tồn tại được, bởi vì chúng ta không thể nào biết được là trong nội bộ công ty có những thông tin gì, đúng không nào? Làm sao chúng ta biết rõ công ty bằng những cái người quản lý công ty được? Và thậm chí là có khi cái ông giám đốc của công ty đó cũng không thể nào mà biết được tất cả các thông tin liên quan đến doanh nghiệp của mình. Thì coi như là cái biến thể thứ ba coi như là nó là một giống như là chủ nghĩa xã hội vậy, một cái biến thể tốt, rất là tốt, nhưng mà gần như chúng ta không thể nào đạt được. Và ở trong cái môi trường này thì gần như là không ai có thể đánh bại được thị trường trong thời gian dài cả. Trước khi mình chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái học thuyết này, liệu nó đúng hay sai, thì mình muốn giải thích lý do tại sao các bạn cần phải biết cái học thuyết này. Nếu các bạn tin tưởng rằng thị trường Việt Nam là một thị trường hiệu quả, giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả các thông tin hiện tại có mặt trên thị trường Việt Nam, và việc tăng giá là một điều hoàn toàn ngẫu nhiên, thì các bạn nên theo trường phái đầu tư vào ETF mô phỏng theo thị trường, ví dụ như là ETF VIN30 hoặc là ETF VIN100. Bởi vì việc tăng giá nó hoàn toàn ngẫu nhiên, các bạn sẽ không biết được rằng là công ty nào ở trong thị trường nó sẽ tăng giá. Vậy thì tại sao các bạn không mua tất cả các cổ phiếu ngoài kia đi, để rồi nếu có thằng A nó có tăng giá
thì ok, mình đã có cổ phiếu đó rồi. Hoặc thằng B nó tăng giá thì ok, mình đã có cổ phiếu rồi. Nếu các bạn thuộc cái nhóm này thì mình nghĩ sau video ngày hôm nay các bạn nên xem lại cái video mình nói về cái chiến thuật đầu tư thụ động mà mình đã giải thích rất là chi tiết mọi thứ các bạn cần biết về cái chiến thuật này rồi nha. Mình để link bên đây nè. Lúc này các bạn không cần phải bỏ thời gian ra để học phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản làm gì cho nó mệt cả. Các bạn chỉ cần bỏ tiền ra mua một cái quỹ đầu tư bị động mô phỏng theo thị trường, rồi lên mạng khi các chuyên gia ngoài kia mà vẫn có lời. Nếu các bạn thuộc nhóm 2 cho rằng thị trường Việt Nam hoàn toàn không hiệu quả, giá cổ phiếu Việt Nam hoàn toàn không phản ánh đúng cái giá trị nội tại của công ty, thì việc các bạn cần làm đó chính là hãy chọn những cái mã cổ phiếu mà có cái giá trị thấp hơn cái giá trị nội tại này, và các bạn sẽ ăn chênh lệch từ cái việc cổ phiếu tăng giá. Những nhà đầu tư thuộc trường phái này thì thường tự chọn mã cổ phiếu và mua, hoặc một cách lười hơn đó chính là đầu tư vào quỹ chủ động. Dừng một tí xíu, không biết là các bạn có để ý từ đầu video đến giờ hay không, nhưng mà màn hình nó xuất hiện một cái mã code như thế này nè. Đây chính là mã code 1 tháng sử dụng tính năng premium trên Simply. Trong video này mình để ngẫu nhiên 10 mã ở bất kỳ đoạn nào trong video dành cho những bạn nào tinh mắt nha. Để sử dụng mã code này các bạn chỉ cần tạo tài khoản trên Simply và nhập mã nhận thưởng là xong. Mình biết một số bạn xem video này trễ cho nên mình sẽ tặng thêm 5 mã code nữa cho 5 bạn nhanh nhất tìm ra 10 vị trí trong video ngày hôm nay. Quay lại video nào. Nói đến đây chắc hẳn các bạn cũng đoán được là mình thuộc nhóm nhà đầu tư nào rồi. Mình thuộc nhóm thứ hai. Mình cho rằng thị trường Việt Nam không hiệu quả, thậm chí là mình cho rằng nó kém hiệu quả. Tính trên thang điểm 10 với con số 0 là kém hiệu quả, con số 5 là hiệu quả và con số 10 là siêu hiệu quả, thì mình nghĩ rằng thị trường Việt Nam nó chỉ đâu đó khoảng tầm 2 mà thôi. Thị trường Mỹ mình cho 4 điểm, thị trường Việt Nam mình cho khoảng 2 điểm. Và đó chính là lý do tại sao mình tham gia Simply, một startup chuyên phân tích cổ phiếu để giúp nhà đầu tư xác định giá trị nội tại một cách dễ dàng hơn. Và hiện tại các bạn có thể trải nghiệm Simply hoàn toàn miễn phí nhé. Còn sau đây là một vài lý do tại sao mình cho rằng thị trường Việt Nam kém hiệu quả. Lý do đầu tiên, số người tham gia thị trường chứng khoán vẫn chưa có đông. Hiện tại sắp xỉ khoảng 5% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán. Con số này ở Mỹ là hơn 50% theo một cái báo cáo phân tích ở năm 2021. Việc nhiều người tham gia thị trường chứng khoán sẽ giúp số lượng thông tin sẽ càng nhiều hơn và tốc độ lan tỏa sẽ nhanh hơn. Để mình lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu nè. Hiện tại theo một cái nghiên cứu thì số lượng người sử dụng Facebook ở Việt Nam là khoảng 70%. Các bạn còn nhớ cái vụ mà F0 thứ 17 năm 2021 không? Hình như theo mình nhớ là đêm hôm đó là một người y tá làm trong cái bệnh viện mà có cái ca thứ 17 này nhập viện nè. Chị này thấy cái tin này xong, chị đăng một bài viết lên Facebook và chỉ trong vòng một tiếng đêm hôm đó, toàn bộ Việt Nam, mình nói là toàn bộ Việt Nam biết đến danh tính cái người F17 này. Và không những là biết danh tính mà còn biết về nơi người ta đi đâu, rồi Facebook, Insta của người ta, rồi cũng giống như là gia đình, tên họ hàng, dòng họ, là tất cả mọi thứ thông tin về người này đều được công bố chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ trong đêm ngày hôm đó. Lúc đó mình đang trong lớp học ở Mỹ mà mình còn biết cái tin này, thì các bạn thấy cái độ lan tỏa nó nhanh như thế nào chưa? Facebook Việt Nam là một thị trường cực kỳ hiệu quả. Rõ ràng số lượng người tham gia chứng khoán ở thị trường Việt Nam vẫn chưa có cao, và phần đông trong số này là tạo tài khoản sau mùa dịch. Có nghĩa là những người này, khoảng hơn 50% trong số người này là người ta mới có tài khoản mà thôi, và phần đông họ vẫn chưa nắm rõ những cái kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Lý do thứ hai, minh bạch. Tuy là ở Việt Nam có những cái chính sách, có những cái yêu cầu đề ra, đó chính là mỗi lần có những cái giao dịch nội bộ của người trong công ty là phải được ghi ra thông báo, phải thông báo cho các nhà đầu tư. Và mình đã làm một video nói về vấn đề này rồi, cũng giống như là mình đã chỉ các bạn cách tìm những thông tin này. Tuy nhiên, không phải là nhà đầu tư nào cũng lên trang web đó rồi bắt đầu đọc từng cái báo cáo. Chính vì vậy trong Simply tụi mình đã tạo ra cái tính năng tóm tắt lại các giao dịch nội bộ của một công ty 6 tháng gần nhất để mà các bạn có thể tiện theo dõi. Đương nhiên là trên Simply chỉ có thể tổng hợp những cái giao dịch nội bộ mà người ta công khai mà thôi. Còn trường hợp bán chui cổ phiếu thì Simply không biết để mà có thể cảnh báo các bạn đâu nha. Cái việc này thì thuật toán Simply cũng chịu luôn. Lý do tiếp theo, tâm lý của mỗi người khác nhau. Mình nghĩ các bạn hoàn toàn đồng ý với mình một điều, đó chính là chắc chắn tất cả những người tham gia thị trường chứng khoán không có được tiếp cận với số lượng thông tin giống nhau. Nhưng mà mình giả sử tất cả các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán đều có thể tiếp cận thông tin giống nhau đi, thì mình chắc chắn một điều, đó chính là không phải ai cũng đồng quan điểm với nhau. Một ví dụ cực kỳ điển hình gần đây luôn, đó chính là một nam sinh đến từ xứ Nghệ, được hơn 113 trường quốc tế mời học, nhưng anh ta từ chối, anh ta ở lại Việt Nam. Thì lúc này nguồn dư luận được chia thành hai phần. Một đó chính là bắt đầu khen nức nở cái anh này là wow, học sinh này giỏi quá, cha mẹ bắt đầu kêu là so sánh với con nhà người ta từ lùm lùm đủ kiểu luôn. Nhóm thứ hai đó chính là chửi anh này khùng điên, tự nhiên được mời một đống trường sẽ bắt đầu không đi học rồi xong ở lại Việt Nam học, điên hết rồi.
đúng là khủng. Một cái nhóm người nữa đó chính là những du học sinh, những người đã có kinh nghiệm và có thể là họ đã học bổng giống như mình. Đọc cái tin này xong thì mình dám cá là 90% là cái tin này là báo lá cải. Chính vì mỗi người có cái kinh nghiệm sống khác nhau, trải nghiệm khác nhau, kiến thức khác nhau đã dẫn đến cái quan điểm của mỗi người về một cái tin tức nó khác nhau. Có thể cái tin doanh nghiệp A lời 200 tỷ với một nhà đầu tư F0 là một tin đáng mừng, nhưng mà đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ nhìn vào doanh nghiệp A nói rằng của 200 tỷ thôi mà có gì đâu đặc biệt, nếu mà không muốn nói là thấp. Một lý do nữa đó chính là số lượng phân tích viên ở Việt Nam còn rất là thấp. Dành cho những bạn nào không biết thì lâu lâu cái bộ phận phân tích của các công ty chứng khoán thường ra cái báo cáo phân tích khuyến nghị mua hay bán một mã cổ phiếu nào đó. Lúc này ở trên Simlines cũng tổng hợp lại giúp các bạn và các bạn có thể so sánh cái định giá của Simlines với các phân tích viên này và từ đó chọn ra cái phù hợp để mà đi theo. Nhưng mà khổ chỗ đó chính là không phải doanh nghiệp niêm yết nào cũng được các phân tích viên phân tích, dẫn đến là có công ty thì có cả chục phân tích viên phân tích, có công ty thì chẳng có ai phân tích cả, và gần như là các bạn đầu tư vào những công ty đó là các bạn sẽ không biết được rằng là công ty đó được định giá như thế nào. Và đây cũng chính là lý do tại sao mình tham gia Simplies, bởi vì thuật toán của Simplies giúp các bạn phân tích mọi doanh nghiệp được niêm yết trên sàn. Ui, chắc gì Simplies đã phân tích chính xác 100%. Chính xác, mình đã nói rất là nhiều lần rồi, định giá trên Simplies chắc chắn không phải là chính xác 100%, bởi vì mình đã nói rằng là nếu mà định giá chính xác 100%, vậy thì đến mức giá đó ai sẽ là người mua và ai sẽ là người bán. Tuy nhiên, định giá trên Simplies sẽ cho các bạn một cái nhìn khách quan hơn về cái giá trị nội tại của một công ty và các bạn có thể tham khảo từ đó liệu các bạn có đang trả giá quá đắt cho một doanh nghiệp hay không. Mà một điều cá nhân mình thích nữa đó chính là Simplies đã tiết kiệm cái thời gian mình ngồi mình lập cái phép Excel ra để rồi ra cái định giá tương tự. Thay vì dành 4-5 tiếng để mà ngồi lập cái phép Excel ra thì mình có thể dùng thời gian đó nhận định thị trường và so sánh định giá với Simplies là xem ngoài kia các nhà đầu tư có bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào hay không. Bên cạnh những lý do trên thì vẫn còn rất là nhiều yếu tố khác mà mình không có thời gian kể trong cái video ngày hôm nay. Ví dụ như là chi phí mua bán nè, tâm lý thị trường, tốc độ phản ánh giá, tốc độ mua bán của các nhà đầu tư, vân vân và mây. Mình không liệt kê hết ra là bởi vì khả năng cao là các bạn đã bấm tắt video này ở lý do thứ hai rồi. Và những cái thông tin mình chia sẻ trong video ngày hôm nay với các bạn chỉ là những cái khái niệm cơ bản, những cái điều bạn nên biết về học thuyết này mà thôi. Bởi vì mình mà ngồi mình giải thích ra chi tiết cặn kẽ ABC từ A đến Z cho cái học thuyết này thì khả năng cao là không ai coi video luôn. Mình nói thật luôn là không ai coi video luôn. Và dĩ nhiên dành những bạn nào đã coi đến phút này của video thì mình có thêm những cái phần quà hấp dẫn cho các bạn. Đây, thêm hai cái cho các bạn nha. Ai nhanh tay và coi đến phút này của video thì chắc chắn sẽ nhận được. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thuyết này thì mình sẽ để link video đến một cái bài giảng của giáo sư Siller ở Đại học Yale, bản gốc tiếng Anh và bản re-up phụ đề tiếng Việt, để các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Các bạn nghĩ sao về học thuyết này và các bạn chấm điểm thị trường Việt Nam bao nhiêu ở trên thang điểm 10 của mình? Các bạn bình luận cho mình biết nha. Và video đến đây là hết. Bye bye các bạn. Tee-see.